Nội thất Sơn Đông xin kính chào quý khách. Rất vui được gặp lại quý khách trong đoạn video giới thiệu sản phẩm mới của chúng tôi. Tôi xin giới thiệu đến quý khách một món đồ nội thất trang trí cho không gian phòng khách của quý vị thêm sinh động và độc đáo hơn. Đó chính là tủ rượu gốc cực đẹp, được làm từ 100% gỗ gõ đỏ, được chính công ty nội thất Sơn Đông sản xuất và đang được bày bán ở tất cả các chi nhánh của công ty trên toàn quốc. Xin mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng sản phẩm của chúng tôi. Tủ rượu có kích thước cao 2m1 và sâu là 60cm. Với vóc dáng nhỏ gọn, không hề tốn nhiều diện tích. Đỉnh tủ được chạm hoa lá tay, rất đẹp mắt, đem đến vẻ cổ kính nhưng cực kỳ ấn tượng, tạo sự nhẹ nhàng và lôi cuốn cho không gian phòng khách của bạn. Các đường nét chạm rất tỉ mỉ và trau chuốt. Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế cửa kính, bên trong là một không gian rộng rãi để quý khách trưng những chai rượu, hoặc quý khách có thể trang trí những vật phẩm khác như bằng khen hoặc quà lưu niệm của mình. Sản phẩm của chúng tôi được lựa chọn các mặt gỗ có văn gỗ rất đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài của tủ rượu. Bây giờ tôi sẽ quay gần hơn để quý khách thấy rõ hơn sản phẩm của chúng tôi. Phần dưới chân tủ được các nghệ nhân của chúng tôi được chạm tùng cúc trúc mai, hội tụ đầy đủ bốn mùa xuân hạ thu đông, rất sắc nét. Được đục chạm hoàn toàn bằng thủ công nên các đường nét chạm rất tỉ mỉ và trau chuốt đến từng chi tiết nhỏ nhất, trông rất đẹp mắt và đem đến vẻ sang trọng và đẳng cấp tuyệt đối. Ngoài ra, tủ rượu còn được thiết kế thêm có hai ngăn tủ gồm một hộp kéo và một cánh cửa tủ. Tạo thêm không gian rộng rãi, thoải mái để quý khách đựng được nhiều đồ trong nhà. Chân tủ được thiết kế chắc chắn, độ cân bằng cao, giúp tủ không cong vênh, lung lay khi quý khách đặt đồ. Một phòng khách muốn sang trọng và lôi cuốn hơn thì tôi nghĩ không thể thiếu tủ rượu này được. Và giá bán của mẫu tủ rượu này là 10 triệu 500 nghìn đồng, kèm theo đó là chính sách bảo hành 5 năm và bảo trì vĩnh viễn. Chúng tôi giao hàng trên toàn quốc miễn phí cho những đơn hàng nội thành thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đến với công ty nội thất Sơn Đông của chúng tôi, quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng,